Mẹ Thả xin chào các bạn. Hôm nay mẹ Thả và Danny sẽ làm một thí nghiệm với baking soda cho các bạn cùng xem nhé. Rồi mình cần cái gì đây? Bong bóng. À, bong bóng nè. Còn một cái? Cái ly đèn. À, một cái ly bằng đèn. À, bằng một cái ly bóng đèn. Và baking soda. Và cái gì đây? Không biết nữa. Không biết hả? Đây gọi là giấm gạo. À, bây giờ mình cùng xem nhé. Đầu tiên mình sẽ lấy một bong bóng. Danny thích bong bóng màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ ha. Bây giờ mẹ sẽ bỏ baking soda vô đây. Ừ, mẹ tăng lên nè. Rồi, thêm một chút. Rồi, bỏ vô đây. Cẩn thận, nửa đi. Ít chút xíu à. Cần nãy hơn nữa. À, chết. Xong rồi. Rồi, sau khi bỏ baking soda vô trong bong bóng, đổ giấm chứ. Đổ giấm gạo chứ. Từ từ đổ đổ đâu mà. Rồi. Rồi, trời 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 trời. Chuẩn bị. Nè, đi nhìn nè. Thiện gì đó. Mẹ có cần thổi không? À, mẹ sử dụng cái bột baking soda để bột lại. Mẹ có một tổ bóng để đi chơi nữa. Chị thấy cái này nó như thế nào? Đẹp. Đẹp quá.